cập nhật tình hình tại các điểm nóng trên thế giới. Không chỉ có hàng ngàn binh sĩ, dường như một số tướng Triều Tiên cũng sắp nhúng tay vào chiến sự Đông Âu. Tình báo Ukraine mới đây cho biết, cụ thể ra sao? Tình báo Hà Lan cũng vừa đưa ra dự đoán cách Nga triển khai binh sĩ của Bình Nhưỡng. Câu hỏi gây đau đầu cho Hoa Kỳ. Nếu như ông Kim Jong-un đã đi nước cờ táo bạo như vậy, ông ấy muốn nhận được sự hồi đáp như thế nào từ Điện Kremlin? Theo chuyên gia, việc lính Triều Tiên lao tới chảo lửa Đông Âu có gây ra đại chiến thế giới hay không? Các tin tức khác, Mỹ cảnh báo Israel không nên chiến tranh bất tận ở Liban. Tại châu Á, chương trình phòng thủ tham vọng nhất của Đài Loan đã gây ra những tranh cãi dữ dội. Rất nhiều tiền của và công sức đổ dồn vào kế hoạch này, nhưng có hiệu quả trước Trung Quốc. Mặt khác, Bắc Kinh nói gì sau hai lần chạm trán trên biển với Indonesia? Mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý vị, mở đầu bản tin điểm nóng BSC hôm nay với diễn biến mới từ Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 10 cho biết, Nga có kế hoạch triển khai quân Triều Tiên ra chiến trường bắt đầu từ ngày 27-28 tháng 10. Lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội X, theo thông tin tình báo, những binh lính Triều Tiên đầu tiên dự kiến sẽ được Nga triển khai đến các khu vực chiến đấu sớm nhất là vào ngày 27-28 tháng 10. Đây là động thái leo thang rõ ràng của Nga. Ông Zelensky không nói rõ quân đội Triều Tiên dự kiến sẽ được điều đến khu vực tiền tuyến nào. Ông cũng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào khác. Tình báo quân sự Ukraine ngày 24 tháng 10 cho biết, các đơn vị Triều Tiên đầu tiên đã được phát hiện tại tỉnh biên giới Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đã hoạt động. Kể từ khi tiến hành một cuộc tấn công lớn xuyên biên giới vào tháng 8, khoảng 12.000 quân Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và tham gia huấn luyện tại 5 căn cứ quân sự, theo thông tin tình báo Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24 tháng 10 nói rằng, thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là công việc của Moscow. Ông chủ Điện Kremlin lưu ý trong hiệp ước có điều khoản hỗ trợ lẫn nhau khi một trong hai bên cần đẩy lùi cuộc tấn công của nước thứ ba. Theo Reuters, Tổng thống Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga. Đây là việc của chúng tôi, ông nói. Tình báo Hà Lan cũng xác nhận Nga đã triển khai ít nhất 1.500 binh sĩ Triều Tiên tới chiến trường Đông Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekenman ngày 25 tháng 10 cho biết, chúng tôi dự kiến quân Triều Tiên chủ yếu sẽ được Nga triển khai ở tỉnh Kursk. Ông nói thêm, đợt triển khai đầu tiên là một cách để Nga kiểm tra khả năng của binh sĩ Triều Tiên và đánh giá phản ứng của quốc tế. Thành phố Kursk thuộc tỉnh cùng tên là đô thị của Nga nằm gần biên giới Ukraine. Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực kể từ khi Ukraine đưa quân tiến qua biên giới vào tháng 8. Tổng thống Ukraine đã cảnh báo NATO, binh lính Triều Tiên chiến đấu cùng Nga tại Đông Âu sẽ là bước đầu tiên dẫn đến chiến tranh thế giới. Đây chính xác là điều mà NATO muốn tránh bằng mọi giá. Khối liên minh do Mỹ dẫn đầu từ lâu đã cảnh giác với bất kỳ động thái nào có thể làm mở rộng cuộc xung đột dai dẳng ở Ukraine, vốn đã là cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Vậy các chuyên gia an ninh nói gì về cục diện hiện nay và nguy cơ đại chiến? Ông James Roger, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Tổ chức Tư vấn Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh, cho biết khả năng Nga huấn luyện và triển khai quân Triều Tiên ở Ukraine sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng khác trong cuộc xung đột, nhưng nó sẽ không gây ra một cuộc chiến tranh toàn cầu rộng lớn hơn. Các quan chức Hàn Quốc và Ukraine cho biết khoảng 10.000 quân Triều Tiên đang được gửi đến Nga, bao gồm đợt đầu tiên với khoảng 1.500 chiến binh. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 23 tháng 10 ước tính có 3.000 nhân sự Triều Tiên đã đến các căn cứ của Nga, với 7.000 người còn lại sẽ được triển khai vào cuối năm. Hơn 2 năm rưỡi sau cuộc chiến toàn diện ở Ukraine, cả Kiev và Moscow đều đang tìm kiếm những cách mới để bổ sung lực lượng đạt kiệt sức của mình, đặc biệt là trước mùa đông khắc nghiệt. Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước quốc phòng vào đầu năm nay. Việc binh sĩ Triều Tiên tăng cường quân số cho Nga có thể là viễn cảnh rất hấp dẫn đối với Điện Kremlin khi phải đối mặt với lựa chọn cực kỳ khó khăn là huy động thêm nhân sự hoặc gửi lính nghĩa vụ đến Ukraine. Hiện nay, Kiev coi Bình Nhưỡng là đồng minh nguy hiểm nhất của Moscow sau khi Triều Tiên bị cáo buộc đã cung cấp một lượng lớn đạn dược và tên lửa cho Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ngày 23 tháng 10 cho biết có bằng chứng về sự hiện diện của quân Triều Tiên ở Nga, nhưng vẫn phải chờ xem họ sẽ thực hiện những hoạt động gì. Một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc gọi các thông tin của Mỹ, NATO và Hàn Quốc là vô căn cứ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng thông tin về quân đội Triều Tiên chuyển đến Nga là tin tức giả. Ông Peskov khẳng định Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi, là đối tác của chúng tôi, và hai nước đang phát triển mối quan hệ trong mọi lĩnh vực.
Đây là quyền chủ quyền của chúng tôi. Điều này sẽ không gây hại cho bất kỳ ai vì sự hợp tác này không nhằm vào các nước thứ ba. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 23 tháng 10 cho biết có khả năng quân đội Triều Tiên đã được triển khai ở Nga, nhưng vẫn chưa rõ liệu binh sĩ của Bình Nhưỡng có được sử dụng trong giao tranh ở tiền tuyến hay không. Ông Healey bình luận, tôi coi đây là dấu hiệu cho sự tuyệt vọng của Nga, đồng thời là bước leo thang kỳ sốc. Trong khi đó, Hàn Quốc đang cân nhắc gửi vũ khí sát thương cho Ukraine. Nếu thực hiện, đây sẽ là một thay đổi đáng kể so với chính sách bấy lâu nay của Seoul là tránh gửi viện trợ sát thương cho quốc gia có chiến sự. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 24 tháng 10 tuyên bố, chúng tôi đã tuân thủ nguyên tắc không cung cấp trực tiếp vũ khí sát thương, nhưng chúng tôi có thể xem xét lại điều này một cách linh hoạt, tùy thuộc vào các hoạt động quân sự của Triều Tiên. Tại sao Triều Tiên lại giúp Nga chiến đấu ở Ukraine? Tờ New York Times phân tích, có lẽ không một nguyên thủ quốc gia nào gửi đi hàng ngàn binh sĩ ra chiến trường nước ngoài mà lại không mong đợi nhận lại điều gì đó. Vậy câu hỏi ở đây chính là, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ trao đổi gì với lãnh đạo Kim Jong-un? Liệu Nga có giúp Triều Tiên phát triển thêm tên lửa và năng lực hạt nhân hay không? Và liệu sự trao đổi này có phải là bằng chứng của một liên minh quân sự mới đầy nguy hiểm đang hình thành hay không? Các quan chức tình báo và an ninh quốc gia Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10 nói rằng còn rất nhiều điều mơ hồ về toan tính của Moscow lẫn Bình Nhưỡng. Mặc dù Lầu Năm Góc cho biết đã có bằng chứng cho thấy quân nhân Triều Tiên đi tàu từ thành phố cảng Wonsan của Triều Tiên đến thành phố Vladivostok của Nga. Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, các quan chức tình báo Hoa Kỳ chưa tìm thấy bằng chứng về lời hứa cụ thể của Nga trong việc giúp đỡ Triều Tiên. Nhưng ông Kirby nói với các phóng viên, Nga có thể làm được rất nhiều điều để giúp ông Kim. Đó là điều khiến chúng tôi lo ngại, ông Kirby nói tại Nhà Trắng. Các nhà phân tích đã dành nhiều thập kỷ theo dõi các nỗ lực quân sự của Bình Nhưỡng. Họ cho biết ông Kim rất có thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nga theo hai phạm trù rộng. Một, hỗ trợ ngắn hạn cho năng lực quân sự của Triều Tiên. Và tiếp theo, đảm bảo chiến lược dài hạn, đảm bảo Triều Tiên có thể đối đầu với Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tiến sĩ Victor Cha, giáo sư tại Đại học Georgetown và là nhà phân tích tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế cho biết, không có tín hiệu nào mạnh mẽ hơn để thể hiện sự hợp tác bằng việc một nước này gửi binh sĩ ra chiến trường để giúp một nước khác. Tiến sĩ Cha cho biết việc gửi quân sẽ tạo đòn bẩy cho nhà lãnh đạo Triều Tiên để yêu cầu Nga hồi đáp. Ông Kim sẽ đòi một cái giá khá đắt đỏ, chuyên gia nói. Ví dụ, Triều Tiên sẽ cần sự giúp đỡ của Nga để hoàn thiện năng lực tên lửa. Các báo cáo gần đây cho thấy tên lửa Triều Tiên mà Nga sử dụng chống lại Ukraine đã không hoạt động tốt như hình dung. Và phía Nga có thể giúp quân đội của ông Kim cải tiến chúng. Ông Kim cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ để thúc đẩy chương trình hạt nhân, bao gồm mục tiêu sở hữu một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng phóng nhiều tên lửa đạn đạo đủ sức vươn tới Hoa Kỳ. Triều Tiên đã không thành công trong việc phát triển các biện pháp đối phó, cho phép tên lửa tránh được các hệ thống chống tên lửa tinh vi do Hoa Kỳ và các đồng minh triển khai. Triều Tiên cũng chưa đạt được mục tiêu phóng 3 vệ tinh quân sự, một lĩnh vực mà Nga có thể giúp sức đáng kể. Nga cũng có thể giúp hiện đại hóa các lực lượng thông thường của Triều Tiên. Hầu hết xe tăng, máy bay và các thiết bị khác mà Triều Tiên sử dụng đều là vũ khí cũ kỹ từ thời Liên Xô, rất cần được thay thế và nâng cấp. Nếu thực sự muốn, Tổng thống Putin có thể đền đáp sự giúp đỡ của lãnh đạo Kim bằng cách cung cấp các loại vũ khí mới hơn, hiện đại hơn. Và Nga có thể tiếp tục cung cấp tiền, lương thực và các hỗ trợ trực tiếp khác cho Triều Tiên, tờ Times viết. Ông Sidney Saylor, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, người đã dành 40 năm trong chính phủ Mỹ để giải quyết vấn đề Triều Tiên, cho biết, mối nguy hiểm lớn hơn đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này có thể là các mục tiêu dài hạn mà ông Kim có thể cố gắng tận dụng để đổi lấy việc giúp đỡ Nga. Chuyên gia Saylor nói, bây giờ ông Kim đã có con đường để sinh tồn, ông ấy có chương trình hạt nhân đủ mạnh để thổi bay tất cả mọi thứ, và ông ấy có một người bạn là Tổng thống Vladimir Putin. Tình bạn đó có thể có tác động lâu dài đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và cách thức các quốc gia tương tác trên toàn cầu. Trong một bài báo trên tờ Foreign Affairs vào tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cảnh báo một số ít quốc gia gồm Nga, Iran, Triều Tiên cũng như Trung Quốc đang quyết tâm thay đổi các nguyên tắc cơ bản của hệ thống quốc tế. Đặc biệt, Ngoại trưởng Blinken lưu ý, cuộc chiến kéo dài 2 năm của Nga trên chiến trường Ukraine đã buộc Tổng thống Putin phải nhờ đến sự giúp đỡ của Triều Tiên. Theo quan chức đầu ngành ngoại giao Mỹ, ông Putin đã đồng ý chia sẻ công nghệ vũ khí tiên tiến của Nga với Triều Tiên, làm trầm trọng thêm mối đe dọa vốn đã rất ghê gớm đối với Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiến sĩ Victor Cha cho biết, việc điều quân tới Nga sẽ giúp ông Kim tiến tới vị thế có thể yêu cầu nhiều hơn từ Tổng thống Putin. Lần đầu tiên trong lịch sử mối quan hệ hai nước này, phía Bình Nhưỡng có tiếng nói thực sự mạnh mẽ. Vậy thì tại sao ông ấy không đòi hỏi một cái giá đắt, chuyên gia nói. Chuyển sang tình hình chiến sự Trung Đông.
Thưa quý vị, Israel vẫn tiếp tục không kích Beirut vào tối 24 tháng 10, sau khi Hoa Kỳ đã cảnh báo Israel không nên tham gia vào một chiến dịch tiêu hao kéo dài ở Liban và cần nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Truyền thông nhà nước Liban cho biết một số cuộc không kích đã xảy ra ở ngoại ô phía nam Beirut ngày 24 tháng 10, khoảng nửa giờ sau khi Israel ban hành cảnh báo sơ tán tại khu vực các thành trì của Hezbollah. Vụ tấn công này nối tiếp đợt không kích dữ dội không kém vào đêm hôm trước. Ở phía nam Liban, một cuộc không kích khác của Israel đã gây thiệt mạng cho ít nhất 3 nhân viên truyền thông đang ở tại một nhà khách, nơi có một số phóng viên khác đang lưu trú. Một tháng sau cuộc tấn công quân sự của Israel vào nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, ông hy vọng Iran sẽ nhận được một thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel đều gây nguy hiểm cho chính thủ phạm. Israel tuyên bố vẫn sẽ trả đũa một loạt tên lửa do Iran phóng vào ngày 1 tháng 10. Phát biểu tại Doha, ông Blinken nói, khi Israel tiến hành các hoạt động nhằm xóa bỏ mối đe dọa đối với đất nước và người dân Israel dọc biên giới với Liban, chúng tôi đã nói rất rõ điều này không nên dẫn đến một chiến dịch kéo dài. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ đang thực hiện một thỏa thuận ngoại giao cho phép thường dân ở cả hai bên biên giới trở về nhà. Sau đó, người đứng đầu quân đội Israel cho biết việc chấm dứt xung đột với Hezbollah hiện giờ có vẻ khả thi. Ở phía bắc Israel, có khả năng đạt được một kết luận rõ ràng. Chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn chuỗi chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Trung tướng Hezi Halevi của Israel cho biết. Các nhà đàm phán của Hoa Kỳ và Israel sẽ tập trung tại Doha để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Thỏa thuận này cũng sẽ bao gồm việc thả các con tin trên lãnh thổ Palestine, theo Qatar và Washington cho biết vào ngày 24 tháng 10. Israel cho biết người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad David Barnier sẽ đến Doha vào Chủ nhật tuần này để cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán. Ông sẽ gặp Giám đốc CIA William Burns và Thủ tướng Qatar. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các bên sẽ thảo luận về những lựa chọn khác nhau để bắt đầu đàm phán nhằm giải thoát các con tin khỏi sự giam cầm của Hamas trong bối cảnh tính đến những diễn biến mới nhất. Lãnh đạo cấp cao của Hamas là Osama Hamdan nói rằng không có thay đổi nào trong lập trường của nhóm này. Hamdan tuyên bố, những con tin bị lực lượng kháng chiến bắt giữ sẽ chỉ trở về khi Israel chấm dứt hành động tấn công và rút lui hoàn toàn. Washington, đồng minh thân cận nhất của Israel đã bày tỏ hy vọng rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas Sinwar có thể tạo động lực để chấm dứt giao tranh ở dải Gaza. Theo Reuters, đoàn tấn công dữ dội của Israel đã biến một thị trấn di sản của Liban, được UNESCO công nhận trở nên hoang lạnh, giống như thị trấn ma. Tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là cột khói đen cuồn cuộn trên bầu trời. Những di tích cổ vắng bóng du khách và bờ biển không còn ngư dân hay người tắm biển. Xung đột đã biến thành phố thơ mộng Tyre thành thị trấn ma. Tyre từng được xem là an toàn dù Hezbollah và Israel đã giao tranh ác liệt từ lâu. Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel trong tuần này khiến người dân lo sợ không nơi nào ở Liban còn an toàn. Một tòa nhà dân cư bị săn phẳng, đồ đạc cá nhân như giày dép, ảnh, đồ chơi và quần áo nằm rải rác khắp nơi. Các bãi biển đẹp của Tyre giờ đây trống vắng. Thị trưởng Tyre Hassan Dabow cho biết chỉ còn 1/4 cư dân của thành phố còn ở lại và nhiều người lo ngại cảnh hủy diệt tại Gaza sẽ sớm diễn ra ở đây. Tất cả đều giống nhau, cùng con người, cùng cuộc chiến, cùng tư duy và vẫn là những quan chức Israel được Mỹ và châu Âu hậu thuẫn. Mọi yếu tố đều như vậy, thế thì tại sao Liban lại có thể khác Gaza? Ông Dabow lo lắng. Tại thành phố cảng Tyre, hàng chục tàu thuyền neo đậu vào sáng ngày 24 tháng 10. Khu vực này thường tấp nập khi các ngư dân mang cá về bán cho thương lái, nhưng giờ đây không gian im ắng một cách đáng sợ. Một vài ngư dân chỉ đến để kiểm tra thuyền của họ. Các cửa hàng và nhà hàng đều đóng cửa và những chiếc tủ lạnh từng đựng cá tươi giờ trống rỗng và tắt nguồn. Liban cho biết Israel đã phá hủy nhiều cơ sở y tế khiến hàng trăm nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Theo Nikkei, Đài Loan đang phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa về chương trình phòng thủ tham vọng nhất của hòn đảo. Đó là kế hoạch chế tạo thêm 7 tàu ngầm nội địa. Nhưng các đảng đối lập ở Đài Bắc ra sức phản đối chuyện này, trong khi các chuyên gia cũng tranh cãi nảy lửa. Các chính trị gia từ Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân Đài Loan thuộc phe đối lập đã nhiều lần chỉ trích đề xuất của cơ quan phòng vệ Đài Loan về việc đóng các tàu ngầm trong vòng 13 năm cho đến năm 2038. Tàu ngầm đầu tiên do Đài Loan tự đóng đã được công bố vào cuối năm 2023. Ông Trác Vinh Thái, Viện trưởng Hành pháp viện Đài Loan đã ký phê duyệt chương trình quân sự ước tính trị giá 284 tỷ đài tệ, tương đương 8,8 tỷ đô la Mỹ. Nhưng hai đảng đối lập nắm giữ đa số ghế trong lập pháp viện Đài Loan có thể từ chối phê duyệt ngân sách. Những người ủng hộ chương trình tàu ngầm đã nhấn mạnh mối nguy hiểm từ Trung Quốc, một điều càng được thể hiện qua hàng loạt cuộc tập trận gần đây của Bắc Kinh. Các cuộc tập trận này bao gồm việc sử dụng tàu tuần tra của Hải cảnh cũng như tàu sân bay Liêu Ninh để siết vòng vây Đài Loan.
Quân đội Trung Quốc cho biết họ cũng đã thử nghiệm khả năng phong tỏa các cảng biển quan trọng nhất ở Đài Loan. Lãnh đạo Lại Thanh Đức và người tiền nhiệm Thái Anh Văn đã thúc đẩy chương trình tàu ngầm như một phương tiện để ngăn chặn lực lượng Trung Quốc ngày càng táo bạo hơn. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ và nhất quyết không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo vào tầm kiểm soát. Ông John Dodson, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Toàn cầu Đài Loan và là cựu sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ cho rằng, trong bối cảnh Đài Loan ngày càng bị đe dọa, những tranh cãi nội bộ ở Đài Bắc có thể sẽ làm chậm lại quá trình chuẩn bị phòng thủ. Ông nói, đáng lẽ các bên nên đưa ra những lập luận nghiêm túc khi họ ủng hộ hay phản đối chương trình tàu ngầm. Tuy nhiên, cho đến nay, Quốc dân đảng vẫn chưa nêu rõ sự phản đối của họ và chưa đưa ra tầm nhìn thay thế rõ ràng về cách thức chi tiêu các nguồn lực quốc phòng. Thật không may, có thể phần lớn lập trường của Quốc dân đảng chỉ được thúc đẩy bởi sự đối đầu đảng phái. Họ có xu hướng phản đối mọi sáng kiến quốc phòng đến từ chính quyền của bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức, chuyên gia Dodson nói thêm. Mặt khác, nhiều quan chức và chuyên gia ở cả Đài Loan và Hoa Kỳ đều kêu gọi chính quyền hòn đảo khẩn trương phát triển vũ khí bất đối xứng với số lượng lớn và học cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Một số chuyên gia nghi ngờ liệu tàu ngầm có phù hợp với chiến lược này hay không, với mục tiêu cuối cùng là phải đảm bảo khả năng chống lại hỏa lực mạnh hơn rất nhiều của Trung Quốc. Chuyên gia Ivan Kanapathy cho biết, hiệu quả về mặt chi phí là yếu tố chính, quyết định điều gì được coi là bất đối xứng và điều gì không. Và tôi không thấy tàu ngầm có hiệu quả về mặt chi phí. Ông Kanapathy là cựu quan chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, phụ trách các vấn đề về Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ. Ông đặt câu hỏi, liệu nỗ lực phát triển tàu ngầm có thể hiện sự khôn ngoan của Đài Bắc hay không? Theo ông, chương trình tàu ngầm khiến Đài Loan chấp nhận không thể đầu tư cho các vũ khí bất đối xứng rất quan trọng, chẳng hạn như tàu không người lái. Cựu quan chức Mỹ tiếp tục phân tích, công nghệ trong các tàu ngầm mới của Đài Loan không đủ để hoạt động hiệu quả ở môi trường đầy sự đe dọa. Việc bố trí tàu ngầm ngay giữa trung tâm của khu vực tranh chấp tiềm tàng là không thông minh. Tàu ngầm sẽ rất hữu ích nếu chúng ở cách xa hàng nghìn dặm. Nhưng Đài Loan không có căn cứ ở nước ngoài. Điều này khiến chúng tôi nghĩ rằng phát triển tàu ngầm không phải là sự lựa chọn hợp lý. Việc ưu tiên phát triển một số lượng lớn tàu tự hành sẽ có ý nghĩa hơn nhiều đối với Đài Loan, ông Kanapathy nói thêm. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng đã công bố kế hoạch dự trữ các phương tiện không người lái. Các chuyên gia cho rằng Đài Loan có thể cân nhắc thiết lập một chiến lược phòng thủ và phản công, tập trung vào mạng lưới các thiết bị không người lái ở quy mô lớn dựa trên những bài học từ cuộc chiến tranh Ukraine. Trên thực địa, Ukraine đã có thể ngăn hạm đội biển đen của Nga thống trị biển, bất chấp Nga có sức mạnh vượt trội, còn Ukraine không có lấy một chiếc tàu ngầm hoặc khinh hạm nào. Thay vào đó, Kyiv đã triển khai tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển di động và tàu tấn công không người lái cảm tử, hoạt động như những quả mìn thông minh. Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến bảo vệ nỗ lực phát triển tàu ngầm của Đài Loan. Đô đốc Hoàng Thự Khang, từng đứng đầu lực lượng đặc nhiệm tàu ngầm Đài Loan, nói với Nikkei Asia vào năm ngoái rằng tàu ngầm sẽ giúp chống lại các nỗ lực của Trung Quốc nhằm bao vây phong tỏa Đài Loan. Ông Tô Tử Vấn, một chuyên gia quốc phòng nổi tiếng ở Đài Bắc, nhấn mạnh tầm quan trọng của tàu ngầm, không chỉ trong việc chống lại các nỗ lực phong tỏa của Trung Quốc, mà còn trong việc thúc đẩy ngành đóng tàu và phát triển chiến lược của Đài Loan. Một tàu ngầm có thể tạo ra lực lượng đối trọng hoặc cân bằng để ngăn chặn hoặc giảm bớt hoạt động phong tỏa của quân đội Trung Quốc. Hơn nữa, dự án tàu ngầm còn có những lợi ích bổ sung. Xây dựng hạm đội tàu ngầm có thể thúc đẩy phát triển nền kinh tế quốc phòng, chuyên gia nói. Liên quan một vấn đề căng thẳng khác ở châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 25 tháng 10 nói rằng Bắc Kinh muốn giải quyết bất đồng trên biển với Indonesia thông qua con đường ngoại giao. Thông điệp được đưa ra sau khi lực lượng hai nước chạm trán hai lần tại biển Bắc Natuna trong tuần này. Biển Bắc Natuna nằm ở phía nam Biển Đông. Đây là khu vực có tiềm năng dầu khí lớn và là nơi có nhiều hoạt động khai thác tài nguyên của Indonesia. Vùng biển này nằm trong khu vực mà Indonesia tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế EEZ của mình, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền một phần ở đây. Những năm gần đây, vùng biển Bắc Natuna trở thành điểm nóng căng thẳng vì các cuộc chạm trán giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và các tàu của Indonesia, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng gia tăng hiện diện và tuần tra ở khu vực. Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia cho biết, một tàu hải cảnh Trung Quốc đã hộ tống ra khỏi biển Bắc Natuna hai lần vào hôm 21 và 24 tháng 10. Indonesia tố các tàu gây cản trở các hoạt động khảo sát địa chấn và xử lý dữ liệu do công ty dầu khí quốc doanh PT Pertamina East Natuna thực hiện bằng tàu MV Shell Coral. Cơ quan an ninh hàng hải sẽ tiếp tục tuần tra và giám sát chặt chẽ vùng biển Bắc Natuna để đảm bảo việc thu thập dữ liệu địa chấn tiếp diễn mà không xảy ra các vụ quấy rối xâm phạm chủ quyền của Indonesia, cơ quan này nói.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói tàu hải cảnh Trung Quốc đang tuần tra trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Tàu hải cảnh của Bắc Kinh đã tiến hành tuần tra thường lệ trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế và luật pháp Trung Quốc, ông Lâm nói. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin điểm nóng hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh VNC Now để liên tục cập nhật các tin tức quốc tế mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình điểm nóng VNC phát sóng lúc 7 giờ sáng hàng ngày.